đi qua, những đôi mắt ấy nhìn về phương xa. Dù có bao gian khó, hãy nhớ nụ cười là món quà. La 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 la. Đời đổi thay. Đây là Chí, một cậu học sinh lớp 12. Chỉ là một học sinh nghịch ngợm, lười học và luôn tìm đủ mọi trò phá phách mỗi khi đi học. Kế bên Chí là Đức, cậu là bạn thân chơi với Chí từ nhỏ, trái ngược hoàn toàn với Chí. Đức là một học sinh chăm chỉ, thông minh trong việc học tập. Đây là Thủy. Thủy là một cô gái xinh đẹp, học giỏi, được rất nhiều người để ý và trong đó có Chí. Chí khi đi học thì luôn tìm đủ mọi cách để bày trò nghịch ngợm, khiến cho thành tích thi đua của lớp luôn đứng thấp nhất khối. Mày đứng im để tao bắn thì có phải không bắn trúng thầy không? Ai gọi bắn tao? Chí, cậu lại bày trò nữa hả? Cậu có biết là hai tuần vừa rồi vì cậu mà lớp mình là đứng hết trường không? Cả lớp thì đang cố gắng mà mình cậu tái lớp vậy. Xin lỗi. Nhục chưa? Ê cái mặt. Thủy thì luôn bị các bạn nữ lớp khác ghen ghét vì ngoại hình xinh đẹp của mình. Bạn Thủy đúng không? Ừ, mình là Thủy đây. Bạn có quen mình à? Bạn không cần biết. Bạn chỉ cần biết là mình là người yêu của Tuấn Anh và bạn phải tránh xa anh Tuấn Anh ra. Đừng để mình phải gặp bạn lần nữa. Nếu không không xong thì đâu. Mày thấy anh Hùng cứ mơ nhơn à? Thầy giáo tới, thầy giáo tới. Ôi thôi chúng mày có thầy giáo tới không? Nhớ mặt tao đấy. Tụi có sao không? Tụi có sao? Để tớ xem nào. Để tớ băng bó cho. Chó đây. Sau sự việc đó, Chí đã quyết tâm thay đổi và tình cảm của hai người cũng từ đó mà bắt đầu lớn dần. Mẹ cha bốn bên cho đôi tình nhân ngày từng vùng trời thú lá vẫn chưa tàn.
Thúy ơi, thời tiết hôm nay đẹp. Đẹp thật. Mà dạo này tình học tập của cậu sao rồi? Đã có dự định gì trong tương lai chưa? Tình hình học tập của tớ thì vẫn rất tốt, và tớ đang muốn vào trường để học bằng lương ấy. Vậy à? Cảm ơn cậu trong thời gian qua đã giúp đỡ mình trong việc học tập ấy. Và trong suốt thời gian mà cậu giúp đỡ mình, muốn có một câu hỏi, muốn hỏi cậu được không? Hỏi đi. Mình thích cậu, cậu có thể làm bạn gái mình không? Hiện tại thì bây giờ mình vẫn đang muốn tập trung vào việc học nhiều hơn, nên là chưa có ý định yêu đương thì... Vậy à? Nhưng mà nếu như mà cậu nỗ lực học thì có thể xem xét lại. Thật á? Thật chứ. Cậu hứa nhá, đồng ý nhá. Vậy là được rồi, mà bố có chuyện này muốn nói với con. Bố và mẹ đã bàn bạc với nhau rồi, sau khi con thi xong, con sẽ sang bên Anh du học. Mọi thứ bố đã chuẩn bị hết rồi. Con sang bên đây du học, nền giáo dục tốt, mở ra con đường mới cho con. Ô, sao vội vàng vậy bố? Con hơi bất ngờ vì thông báo của bố đấy. Sao bố không thông báo sớm hơn cho con biết? Ừ, dạo này bố cũng hơi bận nên mới thông báo lại cho con. Con cứ tập trung ôn thi đi, mọi thứ bố đã sắp xếp hết rồi, cứ đúng thời điểm mà đi thôi. À, dạ vâng, con sẽ cố gắng hết sức để không làm bố mẹ thất vọng. Bạn Trang à, có chuyện thông báo với cậu mình sốc nhé. Sao cô có chuyện gì vậy? Ừ, hôm qua bố tớ mình thông báo là tớ chắc được đi du học ở Anh, nên là chắc là tớ sẽ không học đại học ở Việt Nam đâu, chỉ đi du học à? Sao vội vàng thế? Mà chuyện này cậu đã bảo với ai chưa? Tớ chưa, cậu bình thường đầu tiên tớ nói đấy. Sau này sang đấy, nếu có thành công nọ bạn kia thì đừng quên tôi nha. Ừ, quên làm sao được Trang. Thật không may, chỉ đã đi ngang qua và đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Trang và Thủy. Trong lòng Thủy lúc này đang không biết mình nên phải làm như thế nào. Cậu có rảnh không? Vậy cậu có thể ra quán cà phê tươi gần họ giao lưu mình nói chuyện một chút được không? Ok, mình đợi nhé. Thế đâu chị chậm từ lâu chưa? Có biết gì ạ? Cũng còn sống rất thân mộng đấy. Ồ, cái gì mà... Mình cũng suy nghĩ vào hôm nay ấy. Mình nghĩ là mình không phù hợp với môi trường này. Thế cậu có định đi học đâu hay là đi làm gì chưa? Mình nghĩ là sau khi thi xong ấy, mình sẽ học ở một trường cao đẳng hoặc là đi học nghề gì đó. Sao mà cậu thay đổi định nhanh thế? Có được không? Mình cũng suy nghĩ mấy hôm nay rồi. Mình nghĩ đấy là cái quyết định tốt. Thế thì là người sắp xếp của mình thì sao? Tao mà mặt buồn đấy. Chắc là tao không theo được. Sao?
sao mày lại không theo đuổi Thủy nữa? Mày thích Thủy lắm cơ mà. Thì là Thủy tao mới biết khi mà Thủy học mà đi học anh Trang nhớ tao nghĩ là biết Thủy tập được mày quay vào cái tập tao đi chưa học à? Mày biết Thủy ở đâu chưa? Tao cũng mới biết nó vừa gọi Thủy ra đây cái gì nữa hả? Đúng mày ạ. Thế nên tao với mày còn đang đi học thì làm sao mà lo được cho người ta? Người ta thì vừa là con nhà giàu lại vừa học giỏi. Thế là muốn mày tao lo cho như thế cũng là phải. Thôi không sao mày ạ. Mày vẫn còn tao, tao vẫn là bạn của mày. Có gì cần giúp thì mày cứ bảo tao. Ok chưa? Ok. Dù sao thì cũng tự hào với các em, chúc các em thành công. Dạ vâng. Cũng đã đến lúc nghẹn ngào nói lời chào đến mối tình đầu, một cuốn sách ngọt ngào mà đôi ta từng viết. Em như bông hoa mặt trời có nụ cười đốt cháy lòng người, có lẽ em là thanh xuân của tôi. Từ ngày mai tôi phải đi, hẹn gặp em trong một khi khác, kỷ niệm đôi ta đành ghi nhớ trong tim. Này người ơi em đừng quên lần đầu tiên ta bước đến, mình đã chìm vào vùng trời yêu thương. Suốt đêm một ngày của em giao này như thế nào, thương như quán quen hay đến đẹp buồn nào, từ ngày tụi mình kết thúc bây giờ cuộc sống em ra sao. Thôi thì mong em đừng khóc nữa, đừng bỏ bê những ngày sau, không còn anh bao điều vẫn tốt như xưa. Mong em ngủ ngoan không ai nghĩ nữa, đừng thức trắng đêm trầm tư vì chẳng muốn thấy người mà mình yêu đau. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay là ngoài quay thứ hai thì ngày quay của mình. Hôm nay nhóm mình sẽ hoàn thành một những phân cảnh cuối cùng trong bộ phim của nhóm mình, và hiện giờ nhóm mình đang ở trong chỗ hồ Hàn cả nhà hoa. Cô đi vào ở đây Phạm Văn Đồng, ở Phạm Văn Đồng. Vâng vâng, nhóm mình đang ở chỗ cô đi vào Phạm Văn Đồng, thì rất mong cô và các bạn có thể xem hết video của nhóm mình và cho nhóm mình xin like và subscribe kênh của nhóm mình nhé. Bye.